xác của mẹ nhiều nhiều cái gì đấy? À thế con, à cái này là thịt đấy. Đây này mẹ chia cho các con nhé. Sao em bát của mẹ nhiều thịt? Tại mẹ lấy phần ở dưới nên con, là con cũng thích ăn thịt mẹ. Đây để mẹ lấy cho cả con gái nữa. À chưa gì đã ăn bim bim rồi không được ăn. Con thì ăn bim bim. Ăn hết bát mì này rồi. Mẹ mẹ ơi cái gì đây? À cái đây là xúc xích viên đấy con. Xúc xích à? Ừ. BBTV. Chuẩn bị bữa sáng cho các con thôi nào. Hôm nay mình sẽ nấu món mì tương đen. Trộn. Đấy, giờ mình chỉ cần trộn tương đen vào được thôi. Chắc các con sẽ thích lắm đây. Lên đĩa thôi. Cái này là của con gái yêu này. Thế là hoàn thành bữa sáng. Các con ơi, bữa ăn sáng con đi học nào. Con đây ạ. Con ơi, gì đã cầm bim ngồi xuống đây con. Con không ăn mì đâu. Không ăn mì ăn cái gì? Mẹ ơi, hôm nay ăn gì đấy? Hôm nay mình ăn mì trộn con ạ. Này, của con này. Con trai này. Thơm quá mẹ ơi. Sao của mẹ nhiều nhiều cái gì đấy? À thế con, à cái này là thịt đấy. Đây này mẹ chia cho các con nhé. Sao em bát của mẹ nhiều thịt? Tại mẹ lấy phần ở dưới nên con, là con cũng thích ăn thịt mẹ. Đây để mẹ lấy cho cả con gái nữa. À chưa gì đã ăn bim bim rồi không được ăn. Con thì ăn bim bim. Ăn hết bát mì này rồi. Mẹ mẹ ơi cái gì đây? À cái đây là xúc xích viên đấy con. Xúc xích à? Ừ. Xúc xích đấy. Chị ăn bim bim. Không ăn mì đi. Đây, đây, không. Mẹ cất đi rồi thì ăn mì xong mẹ cho ăn nhá. Con thì ăn bim bim. Ăn một miếng nữa thôi. Đây 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 mẹ cất là ngoan à. Ngoan nhá. Đúng. Em ơi em bị ăn mì trước đi. Đấy, thì chưa? Mì trước mới có sức đi học nhá. Nghe lời mẹ với lời chị chứ. Thôi, các con ăn đi nào. Ăn đi rồi còn đi học. Nhanh nhanh nhanh. Đây đũa đây đũa với em đây, ăn đi. Kìa đây này. Đây. Mẹ con gái ăn đi con. Mẹ xin. Mời hai con nhá. Con mời mẹ ạ. Em nhá. Con mời mẹ mời chị ăn sáng. Ăn đi. Nhìn ngon quá mẹ. Ngon không? Không. Ngon thế mà lại chê con ăn chua.
con ăn được. Ngon mà. Em ăn chút rượu. Không, em không ăn. Uống vào suốt lên nhá. Ăn hết đĩa mì rồi uống suốt. Mày lại bim bim một con đi. Cái này ăn không ngon gì hết á. Ăn một miếng rồi tí lại cho bim bim nhá. Em hư quá. Nhìn chị đây này. Đấy nhìn chị kìa. Đấy. Lớn rồi còn bắt mẹ bón cho. Đấy. Ngoan như chị ấy kìa. Đưa nhá. Nhưng mà không ngon, con đen bim bim cơ. Ăn hết tiêm mì này rồi mày cho bim bim. À. Con uống sữa đi. Cho con ít giấy. Đây. Cái lo đi. Ừ, của mày vẫn nhiều thịt kìa. Để ăn thịt nhá. Trời ơi, của mẹ đầy thịt luôn. Không, mẹ lấy ở dưới nên là thịt nó láng xuống đây để mẹ xúc cho con trai này. À. Không, mẹ đổ vào đây con thử ăn. Xúc ăn đi. Ui dồi ôi mẹ. Ôi. Con gái sắp hết chưa? Con đang ăn mẹ ạ. Em ăn nhanh đi, sắp muộn giờ đi học rồi. Em đang ăn đây. Ngon không con? Không, mẹ nấu mì cũng ngon. Cái này là mì trộn nó ngon lắm đấy. Nên là mì vẫn ngon hơn. Ăn hết cái đĩa này rồi phải cho anh Bim Bim. Ăn xong rồi hai chị em vào thay quần áo nhá. Và chuẩn bị đi học. Ăn ngoan cứ để mẹ đỡ phải nói không. Ăn nhiều vào. Mẹ thấy con giỏi không mẹ? Đấy con gái của mẹ giỏi quá. Con trai nhá. Không ăn nữa đâu. Phải không ăn? Thôi thôi để mẹ xúc cho. Ở trường có giáo dạy là phải ăn sáng mẹ ạ. Đúng rồi. Buổi sáng không mình, ăn nữa đâu. Mình thức dậy mình phải ăn sáng đầy đủ này. Mày có sức khỏe được còn học chứ. Này ăn. Đấy. Phải ăn ngoan rồi mới có sức khỏe học. Đi học cùng các bạn được đến lớp rồi chơi trò chơi. Mình phải có sức khỏe mới chơi được các bạn. Đi chơi cùng các bạn chứ. À dài quá mẹ. Dài à? Thế này được. Sao một sợi này? Đây đấy, hai sợi nhá. Ê, nhiều nữa. Nhiều quá, hai sợi thôi. Em khó tính quá, để cho mẹ ăn nữa chứ. Đây ba sợi rồi. Hai sợi, một sợi thứ ba bé tí thôi ăn. Nó ăn thế chứ. Mẹ ăn nữa đi, mẹ ăn rồi còn đi làm nữa. Để mẹ giúp cho em ăn xong rồi. Em hư quá. Hai chị em còn đến lớp không là muộn học. Mẹ ăn sau cũng được. Ngon không? Ừ. Ăn con này no nhá. Rồi. Ăn này. Ừ, con no rồi. À một miếng nữa. Ăn. Đấy. Phải ăn mới ăn có mấy tia mà đã bảo no là thế nào? Con no rồi. Con ăn sắp hết rồi mẹ ạ. Nào con gái ăn cả xúc xích viên này. Đấy, ăn đi con. Vâng. Mẹ vẫn nhiều thịt. Thế ăn thịt nhá. Mẹ lấy thịt cho con trai này. Con no lắm. Thì ăn mì đi. Không, con không ăn được nữa đâu. Đã ăn đâu mà no, mới ăn được có mấy kia nhìn không. Chị kìa. Ừ, hôm nay chị ngoan chưa? Chị ngoan chưa? Ăn gần hết rồi kìa. Không, con không ăn nữa đâu. Em hư à, ăn một tí nữa thôi. Thế còn muốn ăn bim bim không? Có. Thế? Thế cho con ăn bim bim đi. Hỏi con là gì? Cho con ăn. Ăn hết đĩa mì đi rồi mẹ cho ăn bim bim. Ăn à? Không. Ngoan nào. Nhiều lắm con hết đâu. À, một miếng thôi. Đấy. Nhiều chị nhìn em giỏi chưa này? Em giỏi quá, em ăn đi. Không. Ăn lớn mau lớn nha. Đấy. Đi học mỉ mình ở lớp mình cũng phải tự giác ăn, tự giác xúc chứ. Muộn giờ rồi. Ăn đi chiều chị em mình đi thả diều nhá. Đấy. Ngoan đi rồi được chiều thả mẹ diều á. Mẹ cho
đi thả diều. Nhưng mà phải ăn ngoan phải không mẹ? Đúng rồi đấy, mình phải ăn ngoan. Thấy chưa? Ăn uống là sữa nữa. Không được đi thả diều đâu. Đây, chị cho em xúc xích này. Con gái cũng ăn đi. Đây này còn nhiều xúc xích viên đây này. Ăn đi, ăn đi. Vâng. Ngon quá mẹ ạ. Con gái có thích món này không? Có ạ. Rồi mai mẹ lại nấu nhá. Vâng. Thế trưa nay hai con muốn ăn gì để mẹ đi chợ nào? Con muốn ăn cá mẹ ạ. Con đi ăn thịt gà cơ. À, con trai thích ăn thịt gà. Vâng ạ. Thế thì như này nhá. Trưa nay mẹ sẽ nấu thịt gà này. Còn tối mình sẽ nấu cá này nhá. Vâng, vâng. Nhưng mà hai con đều phải ngoan. Được chưa? Vâng, con ngoan mà. Con trai đến lớp rồi cũng phải ngoan đấy nhá. Vâng ạ. Được chưa? Trưa nay mẹ nấu thịt gà cho nhá. Vâng. Con có ăn không? Con no lắm không? No rồi à? Thế uống sữa đi. Em còn nhiều quá. Em vào trong tay đồ trước nhá. Thế em vào rửa miệng đi nhá. Vâng ạ. Được chưa? Rồi thay quần áo rồi chuẩn bị đi. Rồi vâng. Tí nữa chị xong rồi hai chị em đến lớp. Vâng. Nhá. Ăn đi con. Ăn xong xích cơ này. Con cũng no rồi mẹ ạ. Mẹ ạ. Được rồi, vâng. Con cũng vào thay quần áo đây mẹ nhá. Ừ, thế uống một nước, uống một sữa đi con. No chưa? No rồi. Thế con cũng vào thay quần áo đi nhá. Dạ, mẹ ăn sau nhá. Rồi. Mà hai đứa này nó hay lề mề lắm cơ. Vào xem nó như nào đã. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.